trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Philippines đưa Trung Quốc vào tầm ngắm, Bắc Kinh nóng máu cảnh báo gắt. Ông Trầm lại gây bất ngờ khi lựa chọn phát nguồn viên Nhà Trắng. Israel hoàn tất đợt không kích thứ ba vào vùng ngoại ô thủ đô của Liban. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo tờ Newsweek Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro tiết lộ với tờ Financial Times Anh rằng nước này đang cân nhắc mua hệ thống tên lửa tầm trung công từ Mỹ, đồng minh hiệp ước an ninh của Manila. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói về kế hoạch mua Typhoon của Philippines trong buổi họp báo thường kỳ rằng động thái như vậy là khiêu khích và nguy hiểm và là lựa chọn cực kỳ vô trách nhiệm đối với người dân của mình và người dân của tất cả các nước Đông Nam Á đối với lịch sử và an ninh khu vực. Ông Lâm tuyên bố, việc Manila tiếp nhận Typhoon, mà Bắc Kinh coi là vũ khí tấn công chiến lược có thể gây ra căng thẳng và thù địch trong khu vực, cũng như kích động xung đột chính trị và chạy đùa vũ trang. Được biết đến với tính linh hoạt và tầm hoạt động hiệu quả, hệ thống Typhoon sẽ là một vũ khí quan trọng giúp củng cố năng lực phòng thủ của Philippines trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Typhoon là hệ thống tên lửa đất đối đất tầm trung, có khả năng triển khai tên lửa đánh chặn Standard Missile 6 SM-6, được thiết kế để sử dụng cho lực lượng hải quân SM-6 có tầm bắn hơn 482 km và có thể thực hiện các nhiệm vụ phòng không, chống hạm và tấn công trên bộ. Tên lửa này có thể đánh chặn máy bay, tên lửa đạn đạo và các mối đe dọa trên biển, tạo ra lớp phòng thủ vững chắc cho Hải quân Philippines. Nếu hồi tháng 4, quân đội Mỹ đã triển khai một bệ phóng tên lửa Typhoon đến phía bắc đảo Lưu Dông ở Philippines để tập trận, được các mục tiêu ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc. Biển Đông và eo biển Đài Loan và tông ngắm của Tomahawk, loại tên lửa có tầm bắn khoảng 1.600 km. Bệ phóng tên lửa tài phong vốn được lên kế hoạch rời đi vào tháng 9, nhưng Mỹ và Philippines là các bên tham gia hiệp ước phòng thủ chung đã quyết định để tài phong lại quốc gia quần đảo này vô thời hạn, cho phép lực lượng hai nước cùng nhau huấn luyện sử dụng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm kêu gọi Philippines sửa chữa sai lầm bằng cách không mua tài Phông và ngừng đi sâu hơn vào con đường sai trái. Ông Lâm nói thêm rằng, Biển Đông cần hòa bình và thịnh vượng chứ không phải hệ thống tên lửa. Theo Newsweek, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông đã gia tăng khi những nỗ lực tiếp cận thực địa của Manila gặp phải sự thách thức ngày càng quyết liệt từ Bắc Kinh. Nhà phân tích địa chính trị và cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Brian Beretic nói với hãng thông tấn Sputnik Nga rằng kế hoạch của Washington triển khai tại phong tại Châu Á là một phần trong chiến lược lâu dài rộng lớn hơn nhiều của Mỹ nhằm bao vây và kiềm chế Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang gây áp lực ngày càng lớn lên Philippines để ép Manila nhượng bộ các quyền chủ quyền của mình ở Biển Đông, theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro khẳng định. Philippines là nạn nhân của sự gây hấn từ Trung Quốc. Tố các tuyên bố và hành vi của Bắc Kinh trái với luật pháp quốc tế và các thỏa thuận quốc phòng của Manila với các đối tác. Hãng tin dẫn lời ông Teroro. Mặc dù họ, Trung Quốc tuyên bố hành động dưới sự bảo trợ của luật pháp quốc tế, nhưng mọi người đều biết rằng những gì họ đang làm là trái với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Bằng chứng lớn nhất về điều này là không ai thực sự ủng hộ các hành động hoặc hoạt động của họ. Theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã cử Donald Trump vừa qua đã tuyên bố chọn bà Caroline Levitt, sinh năm 1997, làm thư ký báo chí Nhà Trắng. Bà Levitt, 27 tuổi, sẽ đảm nhiệm một trong những công việc hiện diện trước công chúng nhiều nhất trong chính quyền tiếp theo của ông Donald Trump. Đó là trả lời các câu hỏi của phóng viên trong phòng họp báo của Nhà Trắng thay mặt cho Tổng thống. Bà sẽ là người trẻ nhất từng đảm nhiệm vai trò này. Theo đó, ông Trump cũng dành những lời khen cho bà Levitt. Caroline thông minh, cứng rắn và đã chứng tỏ mình là một người có khả năng giao tiếp cực kỳ hiệu quả. Tôi vô cùng tin tưởng rằng cô ấy sẽ xuất sắc trên bục phát biểu và giúp truyền tải thông điệp của chúng tôi đến người dân Mỹ khi chúng tôi làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Được biết, ông Trump đã thay đổi 4 thư ký báo chí trong 4 năm đầu tại nhiệm. Tờ New York Times đánh giá bà Leavitt sẽ có áp lực khá lớn trước kỳ vọng của ông Donald Trump cũng như các thành viên khác trong đơn vị quan hệ công chúng của Nhà Trắng, nhất là vị Tổng thống đắc cử có quan điểm khác biệt về truyền thông chính thống. Bà Leavitt cũng đã có kinh nghiệm làm thư ký báo chí trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Trong suốt chiến dịch, bà Leavitt đã thể hiện tốt thái độ của ông Trump đối với các phương tiện truyền thông chính thống thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình lớn và truyền thông bảo thủ. Theo những người làm việc trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông hài lòng với màn trình diễn của bà và coi bà là tiếng nói đáng tin cậy để bảo vệ ông trên truyền hình. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, bà Levitt làm việc tại Nhà Trắng với tư cách là trợ lý thư ký báo chí và tại văn phòng thư tín tổng thống. Bà tranh cử quốc hội tại New Hampshire vào năm 2022, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Bà cũng là người phát ngôn cho Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Elise Stefanik một chính trị gia 8X được ông Trump tin tưởng, chọn làm đại sứ của ông tại Liên Hợp Quốc. Sau khi được ông Trump lựa chọn, bà Lê Viết chia sẻ, tôi không lớn lên trong gia đình có truyền thống chính trị mà trưởng thành như hầu hết người Mỹ. Trong một gia đình trung lưu của New Hampshire, tôi dấn thân vào chính trường từ khi học đại học, sang Anselm College. Được biết, Nhà Trắng không có phát ngôn viên dưới 30 tuổi kể từ nhiệm kỳ của Tổng thống Richard Nixon năm 1969. Theo phân tích dữ liệu bầu cử sơ bộ của New York Times, nhiều cử tri ở các thành trì của Đảng Dân Chủ trên khắp nước Mỹ, từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô, đã không đi bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Con số này thấp hơn so với tỷ lệ năm 2020 của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Dữ liệu này đã tô đậm bức tranh về chiến thắng áp đảo của ông Trump. Tổng thống đắc cử giành được Nhà Trắng không chỉ vì ông đã vận động được những người ủng hộ và cá nhân còn phân vân, mà còn nhờ nhiều cử tri theo đảng Dân Chủ không tham gia cuộc bầu cử năm 2024. Một phần có lẽ vì họ không thích cả hai ứng viên. Giấc mơ xanh hóa tách rát, kéo dài hàng thập niên của Đảng Dân Chủ tiếp tục thất bại. Dù tổng số cử tri đi bỏ phiếu ngang bằng 4 năm trước, bà Harris có ít hơn ông Biden khoảng 450.000 phiếu, trong khi ông Trump có thêm 485.000 phiếu. Theo chuyên gia Brandon Schneider, nhiều cử tri tiến bộ trong thành phố coi bà Harris có quan điểm trung dung, nên họ sẽ cảm thấy thuyết phục hơn nếu một người có quan điểm tự do nói về lý do nên bỏ phiếu cho Phó Tổng thống. Ông Schneider cũng kể thêm, trong tuần cuối trước ngày bầu cử, tại nhà một phụ nữ trung niên da màu, ông không thể tìm ra cách thuyết phục bà đi bỏ phiếu. Phụ nữ da màu từ lâu đã là một trong những nhóm trung thành nhất của Đảng dân chủ. Ông nói, khi phụ nữ da màu không bỏ phiếu vì cho rằng có bỏ phiếu cũng không thay đổi được điều gì. Khoảnh khắc đó là ngày tận thế với Đảng dân chủ. Trong khi đó, ông Trump đã tận dụng ngay các quy định bầu cử liên bang mới, lần đầu tiên cho phép các chiến dịch phối hợp trực tiếp với các nhóm bên ngoài thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu. Donna, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ chia sẻ, ông Trump có cách tiếp cận mạnh mẽ và táo bạo hơn, liên tục truyền tải thông điệp sắc bén của các buổi vận động, podcast và trong những lần xuất hiện. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ dường như chỉ tập trung vào 7 bang chiến địa và chỉ có vậy. Tại buổi dạ tiệc của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, AFBI vừa diễn ra tại mar lago ở Florida, Tổng thống đắc cử Donald Trump ca ngợi những đề cử nhân sự cho chính quyền mới của ông. Ông Trump nhìn về phía tỷ phú Elon Musk, nói Tôi là người tin vào chỉ số IQ cao. Tôi không thể đưa ông ấy ra khỏi đây được. Ông ấy chỉ thích nơi này và tôi cũng thích có ông ấy ở đây. Ông cũng ca ngợi doanh nhân Vivek Ramaswamy, người sẽ cùng tỷ phú Elon Musk lãnh đạo ban hiệu suất chính phủ, cơ quan được thành lập để cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Tổng thống đắc cử còn đặc biệt nhất đến ông Robert F. Kennedy Jr., người mang thái độ hoài nghi về vaccine, được đề cử lãnh đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Ông Trump nói trước đám đông gieo hò khi ông Kennedy được giới thiệu. Mọi người thích cậu, Bobby. Đừng quá nổi tiếng nhé. Ông Kennedy nhiều lần tuyên bố vaccine liên quan đến chứng tự kỷ, quan điểm bị nhiều quốc gia bác bỏ từ lâu. Ông cũng thành lập tổ chức Children's Health Defense, một nhóm chống vaccine hàng đầu. Cũng trong bài phát biểu mở đầu buổi dạ tiệc ở Mar-a-Lago, tổng thống đắc cử thứ 47 của Mỹ cho biết 10 ngày trước cuộc bầu cử. Ông nhận ra đã giành được sự ủng hộ của cử tri khi thấy đám đông lớn có mặt tại các cuộc vận động tranh cử của mình. Ông Trump nói, chúng tôi đã thắng tất cả các tiểu bang dao động, chúng tôi đã giành được số phiếu phổ thông, tôi rất vui mừng, đây là một điều gì đó rất đặc biệt. Ông Trump nhắc lại chủ đề chung trong các bài phát biểu trước chiến dịch tranh cử của mình về tội phạm nhập cư, ma túy, lạm phát và việc muốn bảo vệ thể thao dành cho phụ nữ. Cuối bài phát biểu, Tổng thống đắc cử cho biết ban hiệu suất chính phủ sẽ đưa ra các báo cáo riêng lẻ và một báo cáo lớn về công tác tinh giản chính phủ Mỹ vào cuối buổi tiệc, cung cấp thông tin chi tiết mới đầu tiên về kết quả của cơ quan này kể từ khi được công bố vào đầu tuần. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán kêu gọi chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden nên chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong những ngày còn lại, trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức ông orbán đã đưa ra tuyên bố trên trong chương trình buổi sáng của đài phát thanh kososos ông lưu ý rằng tại mỹ cuộc tranh luận về các chính sách tương lai liên quan đến xung đột ukraine vẫn đang diễn ra ông orbán tin rằng sẽ công bằng và chính đáng nếu chính quyền sắp mãn nhiệm của ông biden cắt giảm hỗ trợ quân sự cho ukraine khi quyền lực thay đổi thủ tướng hungary nói họ không nên tiếp tục kích động thù địch hoặc thể hiện sự cam kết với các hoạt động quân sự thay vào đó họ nên trao cho vị tổng thống ủng hộ hòa bình mới tức ông trump một cơ hội để thực hiện chương trình của mình một cách bình tĩnh nhất có thể. Trước đó, ông Oban đã nhiều lần bày tỏ hy vọng rằng giải pháp hòa bình ở Ukraina sẽ đến cùng với chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Oban nói rằng tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ rút Mỹ khỏi cuộc xung đột Nga-Ukraina và kêu gọi châu Âu thay đổi chiến lược. Ông Oban, một nhà lãnh đạo có quan điểm ủng hộ ông Trump cảnh báo, người Mỹ sẽ rút khỏi cuộc xung đột này trước hết, họ sẽ không khuyến khích cuộc chiến nữa châu Âu không thể tự mình cung cấp ngân sách hỗ trợ Ukraine cho cuộc chiến này. Ông nói thêm, một số người vẫn muốn tiếp tục gửi số tiền khổng lồ vào cuộc giao tranh đang thua này. Một số người vẫn im lặng và có những người thận trọng lập luận rằng chúng ta nên thích nghi với tình hình mới. Cùng với Mỹ, EU và các nước thành viên là những nhà tài trợ quân sự và viện trợ tài chính lớn nhất cho Ukraine trong những năm qua. Tuy nhiên, Hungary vẫn duy trì đường lối trung lập khi tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Ukraine và vẫn duy trì quan hệ kinh tế với Nga. Ông Obama đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine. Sau đó sẽ là các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow. Tuy nhiên, lời kêu gọi này đã bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản bác một cách mạnh mẽ. Ông Zelensky phát biểu sau khi ông Obama nhắc lại lời kêu gọi: "Lệnh ngừng bắn đang được đề xuất. Ví dụ như bởi một nhà lãnh đạo phản đối việc Ukraine gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hãy tưởng tượng xem, đây là điều vô nghĩa." Người phát ngôn quân đội Israel Avi Chayadorae vừa tuyên bố các máy bay phản lực của không quân nước này đã tiến hành đợt không kích thứ ba vào vùng ngoại ô phía nam Beirut nhằm vào một số địa điểm mà Israel cho là trung tâm chỉ huy của lực lượng Hezbollah. Các máy bay chiến đấu đã tấn công một kho tên lửa cùng 15 bệ phóng tên lửa ở miền nam Liban, bao gồm các bệ phóng được trang bị tên lửa dẫn đường nhằm vào lãnh thổ Israel. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ai Cập Bra Abdelati đã thảo luận những diễn biến mới nhất ở Liban, giải Gaza và nhiều vấn đề khác tại hai cuộc họp riêng rẽ với những người đồng cấp của Nga, Sergei Lavrov và của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Các cuộc tiếp xúc này diễn ra bên lề diễn đàn Sherbaniyas được tổ chức tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Abdelati đã trao đổi quan điểm về những diễn biến liên quan đến hành động quân sự của Israel ở Gaza và Liban, nhất trí về nhu cầu ngừng bắn ngay lập tức và tiếp cận viện trợ nhân đạo vô điều kiện. Trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng nước chủ nhà CX Abdullah và người đồng cấp Ai Cập Abdelati, hai bên đã thảo luận những diễn biến mới liên quan đến cuộc khủng hoảng tại giải Gaza, sự leo thang ở khu bờ Tây bị chiếm đóng và tình hình tại Liban. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc thông báo Israel chỉ chấp thuận cho phép sơ tán 25% trong số 21.000 bệnh nhân ở giải Gaza kể từ tháng 10 năm 2023. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Duzaric nhấn mạnh một lần nữa Liên Hợp Quốc kêu gọi thiết lập các hành lang sơ tán và sử dụng mọi tuyến đường có thể để đảm bảo vận chuyển an toàn và kịp thời cho tất cả các bệnh nhân cần được chăm sóc chuyên khoa. Ông Duzaric cho biết thêm, ngày 13 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác đã hỗ trợ sơ tán y tế cho 8 trẻ em và 6 người đi cùng từ Gaza đến Jordani. Hiện Israel vẫn liên tục tiến hành kế hoạch quân sự tại giải Gaza kể từ sau cuộc đột kích của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel năm ngoái. Mới đây, theo một số nguồn tin, Đại sứ Mỹ tại Liban, Lisa Johnson, đã chuyển bản dự thảo đề xuất giải pháp ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah tới Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Berri. Bản dự thảo được chuyển tới Liban để lấy ý kiến sau nhiều tuần đàm phán với sự tham gia của Pháp, Mỹ và Israel. Nội dung bản dự thảo cho thấy có sự đồng thuận về một số yếu tố nhất định. Tuy nhiên, dự thảo vẫn còn một số nội dung thể hiện bất đồng sâu sắc giữa các bên liên quan. Trong đó, Israel cho biết vẫn có khả năng tấn công Hezbollah nếu thấy cần thiết để ngăn chặn tổ chức này tái vũ trang chủ tịch quốc hội liban cũng xác nhận ông đã nhận được đề xuất của mỹ về lệnh ngừng bắn tại liban tờ báo địa phương ashak al osad cho biết ông beri tuyên bố rằng mọi việc đang tiến triển bầu không khí đang tích cực và chúng tôi phải theo dõi kết quả ông beri phủ nhận rằng đề xuất này bao gồm việc trao quyền cho quân đội israel được tự do di chuyển tại liban lưu ý rằng điều này là không thể chấp nhận được thậm chí không thể thảo luận và chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ sự xâm phạm nào đối với chủ quyền của mình chủ tịch quốc hội liban tiết lộ rằng đề xuất kêu gọi thành lập một ủy ban gồm một số quốc gia phương Tây để giám sát về thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghị quyết 1701 đã giúp chấm dứt cuộc xung đột gần nhất giữa lực lượng Hezbollah và Israel vào năm 2006, đồng thời quy định rằng miền Nam Liban phải giải giáp vũ khí và không thuộc về nhà nước Liban. Người đứng đầu Quốc hội Liban nói thêm, hiện đang có một cuộc thảo luận về cơ chế thay thế được đề xuất và chúng tôi sẽ không tuân theo vì đã có một cơ chế rõ ràng có thể được thực hiện ám chỉ đến lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế hoạt động ở miền Nam Liban, chịu trách nhiệm giám sát về thực hiện nghị quyết 1701. Quân đội Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào Liban trong cuộc xung đột gia tăng với lực lượng Hezbollah kể từ cuối tháng 9. Theo sau đó, Israel đã triển khai một chiến dịch trên bộ qua biên giới phía bắc của nước này vào lãnh thổ Liban từ đầu tháng 10 vừa qua. Mới đây, ông Bassem Naim, thành viên cánh chính trị Hamas cho biết, Hamas sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn ở giải Gaza nếu có đề xuất ngừng bắn với điều kiện Israel phải tôn trọng đề xuất này. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Mỹ và ông Donald Trump gây sức ép để chính phủ Israel chấm dứt hành động thù địch. Phong trào Hamas đã tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào nếu Israel không rút quân hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi giải Gaza. Trước đó, Hamas đã bác bỏ một số đề xuất ngừng bắn mà họ cho là không đáp ứng điều kiện này. Xuất hiện trên chương trình The World with Yanda Hakim, ông Naim cho biết, thỏa thuận cuối cùng qua trung gian là vào ngày 2 tháng 7. Tất cả đã được thảo luận chi tiết và tôi cho rằng chúng tôi gần đạt được lệnh ngừng bắn, có thể chấm dứt cuộc xung đột, đưa ra lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, rút quân hoàn toàn cùng trao đổi tù binh. Tuy nhiên thật đáng tiếc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại thích đi hướng khác. Ông Naim nói rằng nước này không còn là bên trung gian chính cho lệnh ngừng bắn và thả con tin ở giải Gaza, trừ khi Hamas và Israel thể hiện sự nghiêm túc trong các cuộc đàm phán. Theo ông Naim, Hamas cũng đang kêu gọi bất kỳ tổng thống Mỹ nào, gồm cả ông Donald Trump, hãy thực hiện những bước cần thiết để ngăn chặn xung đột ngay lập tức. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump đã hứa hẹn sẽ đem lại hòa bình ở Trung Đông. Qatar cuối tuần trước cho biết, họ đang dừng đóng vai trò trung gian hòa giải chính cho lệnh ngừng bắn ở giải Gaza cho đến khi Hamas và Israel thể hiện sự nghiêm túc trong các cuộc đàm phán. Qatar, nơi các lãnh đạo chính trị Hamas lưu trú kể từ năm 2012, đã tham gia vào nỗ lực ngoại giao kéo dài nhiều tháng nhằm chấm dứt cuộc xung đột nổ ra từ tháng 10 năm ngoái. Cuộc đột kích của Hamas và lãnh thổ Israel lúc bấy giờ đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Tel Aviv sau đó trả đũa bằng chiến dịch quy mô lớn, khiến khoảng 44.000 người thiệt mạng ở giải Gaza, theo số liệu từ cơ quan y tế do Hamas quản lý mà Liên Hợp Quốc cho là đáng tin cậy. Asus đưa tin, kho vũ khí hiện có trong tay lực lượng Houthi khiến lầu năm góc choáng váng. Tại một hội nghị quốc phòng ở Washington hồi đầu tuần, ông Bill Palante người phụ trách mua sắm vũ khí hàng đầu của lầu năm góc cho biết, năng lực của nhóm này đang trở nên đáng sợ khi sở hữu các loại vũ khí ngày càng tinh vi. Houthi, lực lượng kiểm soát thủ đô Sana của Yemen và các khu vực quan trọng ở phía tây bắc nước này đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển ở Biển Đỏ trong năm qua nhằm gây sức ép với Israel về cuộc xung đột ở Gaza. Ông Laplante nói, những gì Houthi làm trong 6 tháng qua khiến tôi thực sự bị sốc và cho biết nhóm phiến quân sở hữu các loại vũ khí ngày càng tinh vi, bao gồm tên lửa có khả năng làm những điều đáng kinh ngạc. Vài ngày trước, lực lượng Houthi tuyên bố tập kích tên lửa thành công vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập cũng như các cuộc tấn công vào hai tàu khu trục của Mỹ trên biển đỏ. Các chiến dịch này được cho là sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Lầu Nam Góc tuyên bố đánh chặn thành công các máy bay không người lái và tên lửa do lực lượng hậu thi phóng, khẳng định các tàu chiến Mỹ không chịu thiệt hại nào. Ngoài ra, phát ngôn viên của cơ quan quốc phòng Mỹ cho biết, ông không có thông tin về bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, lực lượng hậu thi đang tận dụng những tiến bộ quân sự của mình để đưa ra các yêu sách chính trị chẳng hạn như chấm dứt điều mà họ mô tả là sự gây căng thẳng của Israel tại Liban. Mỹ ám chỉ Iran hỗ trợ hầu nhưng Tehran phủ nhận sự liên quan, khẳng định rằng lực lượng này hoạt động độc lập. Trước đó, quân đội Mỹ cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào một số kho vũ khí của Houthi ở Yemen. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, các cơ sở mà quân đội nước này nhắm vào chứa các loại vũ khí được Houthi sử dụng để tấn công các tàu quân sự và dân sự tại Biển Đỏ và Vịnh Aden. Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Masira của Houthi đưa tin về chín cuộc không kích của liên quân Mỹ, Anh nhằm vào thủ đô Sana, tỉnh Amran và một số khu vực khác tại Yemen nhưng không cho biết về thiệt hại. Vừa qua, ngoại trưởng Iran, Seyed Abbas Arachi đưa ra tuyên bố sau cuộc gặp tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, IAEA, Rafael Grossi ở thủ đô Tehran. Iran sẵn sàng đàm phán hạt nhân, song điều này phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc của các bên trong vấn đề này. Theo tuyên bố của Bộ ngoại giao Iran, ông Arachi cho biết các cuộc đàm phán giữa ông với người đứng đầu IAEA tốt đẹp và mang tính xây dựng đồng thời nhấn mạnh hai bên sẽ vạch ra một con đường mới để giảm căng thẳng liên quan đến các vấn đề hạt nhân giữa Iran, cơ quan này và các bên khác. Ngoại trưởng Iran nêu rõ, do chắc chắn đạt được bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân chiến thuật mà nước Cộng hòa Hồi giáo đang theo đuổi, nên Tehran không có vấn đề gì khi hợp tác với IAEA và có thể tiếp tục các hoạt động hợp tác này. Tuy nhiên, các bên khác cũng cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của họ. Sau cuộc họp với Tổng giám đốc IAEA, người đứng đầu tổ chức năng lượng nguyên tử Iran, AEOI Mohammad Eslami cảnh báo Tehran sẽ nhanh chóng phản ứng với bất kỳ nghị quyết nào mà hội đồng thống đốc IAEA đưa ra chống lại nước cộng hòa hồi giáo tại cuộc họp báo chung ông Eslami tuyên bố Iran sẽ không bị ảnh hưởng trước các sức ép và sẽ thúc đẩy chương trình hạt nhân chiến thuật trong khuôn khổ lợi ích quốc gia ông Eslami cũng bày tỏ sẵn sàng duy trì hợp tác với IAEA khi được hỏi về nguy cơ israel tấn công các cơ sở hạt nhân chiến thuật của Iran ông Grossi nhấn mạnh các cơ sở này không nên là mục tiêu của bất kỳ vụ tấn công nào theo ông Grossi IAEA và Iran đã hợp tác trong thời gian dài và hiện là thời điểm quan trọng để đạt được những kết quả rõ rệt cũng như truyền tải thông điệp đến thế giới rằng các bên chọn con đường khác thay vì đối đầu. Tổng giám đốc IAEA dẫn đầu phái đoàn đến Tehran ngày 14 tháng 11 để hội đàm với giới chức Iran. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai bên vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân chiến thuật của Iran, trong đó có việc IAEA tuyên bố đã tìm thấy dấu vết uranium tại một số địa điểm chưa được Iran báo cáo, trong khi Tehran nhiều lần bác bỏ. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng Ngài cho biết Washington mong muốn Iran hành động thay vì lời nói về chương trình hạt nhân của mình. Nga vẫn liên tục không kích các thành phố ở Ukraine bằng loại máy bay không người lái UAV hết và có những ngày số UAV vượt qua biên giới lên tới hàng chục chiếc. Đáng chú ý, các nguồn tin từ Ukraine cho biết những chiếc Shahed mà đất này thu thập được gần đây thường xuyên mang đầu đạn nhiệt áp mới, tạo ra vụ nổ mạnh hơn thuốc nổ thông thường. Theo Forbes, sự cải tiến bắt đầu từ sau khi Nga bắt đầu lắp đặt sa hét của họ với một đầu đạn tiên tiến hơn, được gọi là BSF-52M, có kết hợp thành phần gây cháy nhưng các mô tả cho thấy nó không khớp với loại nhiệt áp. Tiếp theo là đầu đạn có tên gọi ofzbch bch 50 được mô tả là đầu đạn nổ mạnh gây cháy, phân mảnh, chứa 25kg thuốc nổ. Phiên bản mới nhất thuộc thế hệ thứ 5 mang tên TBBCH-50, chứa thuốc nổ nhiệt áp. Vũ khí nhiệt áp tạo ra một đám mây vật liệu thường là chất lỏng phản ứng với oxy trong không khí để tạo ra một vụ nổ mạnh hơn so với thuốc nổ thông thường. Sóng nổ do quả cầu lửa giãn nở nhanh gây ra cũng có thời gian kéo dài hơn đáng kể so với các loại thuốc nổ khác. Điều này làm tăng đáng kể sức phá hủy của nó đối với các tòa nhà vững chắc. Những vũ khí như vậy cũng tạo ra nhiệt độ cao nhưng tác động hủy diệt thường không đáng kể so với vụ nổ. Quân đội Nga từng sử dụng một số loại vũ khí nhiệt áp nhưng đầu đạn của Sahed là một phiên bản mới nổ với một thay vì hai giai đoạn như các vũ khí trước đây. Điều này thường đạt được bằng cách trộn thuốc nổ với bột nhôm, tạo ra một quả cầu lửa giàu nhiên liệu, tiếp tục phản ứng với không khí và phát nổ khi nó giãn nở. Kiểu thiết kế này cũng có thể bắn tung mảnh đạn. Theo đó, TBBCH50 được cho là bao gồm 2.306 phần mảnh đạn, ổ bị thép 9mm được phun ra ngoài với vận tốc cao. Chúng chiếm khoảng 15% trọng lượng của đầu đạn, làm giảm sức mạnh nổ nhưng có khả năng sát thương đến hàng trăm mét. Ông Brian David, người sáng lập kiêm chủ tịch của công ty chuyên về đạn dược Kraken Kinetic, phân tích rằng một đầu đạn nhiệt áp 50 kg có thể cải thiện hiệu suất tấn công đối với các công trình. Theo ông Davis, điều này cho thấy Nga đang tìm cách kéo giãn lực lượng phòng thủ của Ukraine. Về xa hết 136, đây là loại vũ khí trên không được gọi là đạn làng vàng hay UAV cảm tử. Vũ khí này có khả năng chờ đợi xung quanh khu vực mục tiêu cho đến khi nhận được lệnh tấn công. Sau đó chúng lao vào mục tiêu và kích nổ. Theo trang web quân sự Military Factory, mỗi chiếc xa hết 136 nặng 200 kg, dài cánh 2,5 m, có tầm hoạt động lên đến 2.500 km. UAV này do công ty chế tạo máy bay quốc doanh Iran sản xuất và được đưa vào sử dụng từ năm 2021. Hiện, Nga có thể sản xuất loại UAV này theo giấy phép. Đáng chú ý, lợi thế chiến lược của loại vũ khí này nằm ở chỗ chúng có thể được sản xuất hàng loạt với chi phí tương đối thấp. Mặc dù các hệ thống phòng không tiên tiến có thể bắn hạ hầu hết những chiếc xa hết trước khi chúng tiếp cận mục tiêu, nhưng sẽ rất khó để có thể đủ thiết bị bắn hạ hết các UAV này. Thêm vào đó, chi phí bán hạ một UAV cảm tử tốn kém hơn nhiều so với giá của chiếc UAV bình thường. Quân đội Nga đã tăng đáng kể tần suất các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV và lãnh thổ Ukraine sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Tính từ đầu tháng 10 đến đầu tháng 11, quân đội Nga đã triển khai hơn 2.200 UAV tấn công các mục tiêu của Ukraine. Tuy nhiên, trong vòng một tuần sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, số lượng các cuộc tấn công đã tăng mạnh với 641 UAV được phóng đi, tương đương khoảng 90 UAV một ngày. Việc tăng cường các cuộc tấn công nhằm gây sức ép lên cơ sở hạ tầng và người dân Ukraine. Theo các nhà phân tích, động thái này có thể ảnh hưởng đến thiện chí đàm phán của Kiev. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, Nga tuyên bố quân đội nước này tiếp tục tấn công vào Kupiansk, tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương, bác bỏ thông tin do lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra về việc chặn đứng thành công cuộc tấn công của Moscow ở khu vực này. Theo kênh Telegram Short, các đơn vị của lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tấn công nhiều vị trí của quân đội Ukraine trong khu vực nhà máy thức ăn chăn nuôi Kupiansk, nơi lực lượng này đang nỗ lực kháng cự. Các cuộc tấn công bằng rocket phóng loạt MLRS dường như vô cùng hiệu quả. Những đơn vị Nga có thể tiến công tới 6,5 km. Các cuộc phản công của Ukraine cũng được tuyên bố là liên tục bị đẩy lùi. Theo thông tin từ hiện trường, khoảng 20 binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu cùng với nhiều xe bọc thép, 5 xe ô tô, 2 khẩu pháo Baba kho đoạn dã chiến. Ngoài ra quân đội Nga cũng đã phá hủy bảy bệ phóng UAV, làm giảm đáng kể khả năng trinh sát và tấn công của VSU. Tính rộng ra, chỉ trong vòng một ngày, quân đội Ukraine đã thiệt hại hơn 500 binh sĩ ở hướng Kupiansk. Cuộc tấn công cho phép Moscow tăng cường kiểm soát các điểm chiến lược và tạo tiền đề cho những cuộc tấn công tiếp theo. Trong khi đó, Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, đơn vị chuyên theo dõi những thay đổi hàng ngày ở tiền tuyến vừa qua cho biết, lực lượng Nga đã tiến về phía đông và đông nam Pokrovsk một thành phố ở phía tây vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Đáng chú ý, trung tâm hậu cần Pokrovsk, khu vực do Ukraine kiểm soát, được coi là một pháo đài, chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía đông và kết nối với các thành phố phòng thủ quan trọng khác như Slavyansk, Kramatorsk, Ruskovka và Kostyantinovka. Nga đã tiến công chậm nhưng chắc chắn hướng tới Pokrovsk kể từ khi thành trì cũ của Ukraine, Adipka, rơi vào quyền kiểm soát của Moscow hồi tháng 2 năm nay. ISVK cho rằng, Nga đã tiến khoảng 2 km vuông mỗi ngày về phía tây Adipka hướng tới Pokrovsk trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến đầu tháng 8. Gần như cùng thời điểm, blog theo dõi chiến tranh Ukraine Deep State cho biết lực lượng Nga đã tiến vào Selidove, một thành phố phía đông nam Pokrovsk nơi đã diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt. Bộ Quốc phòng Anh vừa qua cho biết họ đã điều động tiêm kích Typhoon để theo dõi một chính sát cơ khổng lồ TU-142, Nga bay gần không phận nước này hai chiến đấu cơ Typhoon thuộc không quân Hoàng gia Anh RAF xuất phát từ Lausimau ở Scotland đã bám theo máy bay trinh sát Tu-142 BF của Nga khi đó bay qua biển Bắc. Theo Bộ Quốc phòng Anh, đây là biện pháp gian đe để máy bay Nga không đi vào không phận Anh. Quân chức Bộ Quốc phòng Anh Luke Poller nói, các đối thủ chắc chắn không nên nghi ngờ quyết tâm kiên định và khả năng đáng gờm của chúng tôi trong việc bảo vệ Vương quốc Anh. Hải quân và không quân một lần nữa cho thấy họ sẵn sàng bảo vệ đất nước ngay lập tức và tôi bày tỏ ngưỡng mộ đối với tính chuyên nghiệp và lòng dũng cảm của những người tham gia vào hoạt động này. TU-142 là một loại máy bay chống tàu ngầm, chính sát biển của Nga. Máy bay này được sản xuất dựa trên nguyên mẫu là máy bay ném bom chiến lược Tupolev TU-95. Theo các nguồn tin, máy bay TU-142 có trọng lượng cất cánh 190 tấn, tốc độ 735 km h Trên bay của máy bay này là 12.000 đến 13.000 m, bán kính chiến đấu 5.200 km. Về vũ khí TU-42 nhiều vũ khí tối tân, những gốc lại bom chống tàu ngầm, Plap 50, Plap 250, ngư lôi, tên lửa không đối không. Máy bay này có thể thực hiện các nhiệm vụ thám hiểm đại dương đường dài, hoạt động tìm kiếm cứu hộ, theo dõi tàu ngầm hạt nhân đối phương. Nga thường dùng chính sách cơ khổng lồ TU-142 để giám sát các khu vực trong đó có biển Bắc. Ngoài nhiệm vụ trinh sát, chiếc TU-142 cũng thực hiện nhiệm vụ chống ngầm khi cần thiết. Máy bay trinh sát săn ngầm TU-142 là biến thể do Tupolev cải tiến dựa trên máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Hiện, loại máy bay trinh sát săn ngầm này đã phục vụ lực lượng quân đội Nga và quân đội Ấn Độ. Hải quân Nga hiện có 20 chiếc Tu-142 và đã được hiện đại hóa vào thời điểm 2018-2020. Dự kiến, những chiếc Tu-142 sẽ tiếp tục hoạt động trong lực lượng vũ trang Nga thêm một thời gian dài nữa. Tư lệnh quân đội Ukraine cho biết, lực lượng nước này đang đối mặt với hàng chục nghìn binh sĩ Nga trên khắp mặt trận, từ tỉnh Kursk đến vùng Donbass. Tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Shishkin cho biết, nếu không có sự bám trụ bền bỉ của binh sĩ Ukraine, hàng chục nghìn binh sĩ thuộc các đơn vị xung kích tinh nhuệ nhất của Nga có thể đã chiếm các cứ điểm quan trọng ở nhiều mặt trận. Ông Taras Menichuk, đại diện của chính phủ Ukraine tại Quốc hội cho biết, binh sĩ Ukraine sẽ nhận được phần thưởng tài chính sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu ở Nga. Chính sách này chủ yếu áp dụng cho những người đang tham gia chiến đấu tại Kursk, Nga. Theo ông Menichuk, binh sĩ Ukraine tác chiến tại Nga trong thời gian thiết quân luật sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bổ sung là 100.000 hryvnia, tương đương với 2.400 đô la Mỹ. Tương ứng với thời gian dành cho các nhiệm vụ chiến đấu tại đó, họ cũng sẽ nhận được khoản thanh toán một lần là 70.000 hryvnia, tương đương với 1.700 đô la Mỹ cho mỗi 30 ngày chiến đấu, tính theo lũy kế. Binh sĩ và sĩ quan thuộc cục tình trạng khẩn cấp nhà nước, cục tác chiến đặc biệt, thuộc cục chống tham nhũng quốc gia và cảnh sát thực hiện nhiệm vụ tại Nga cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng 100.000 hryvnia, tương đương với 2.400 đô la Mỹ binh sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ ở Nga sẽ được thanh toán thêm 100.000 hryvnia. Trong trường hợp binh sĩ tử vong trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu tại Nga, người thân của người lính sẽ nhận được khoản thanh toán một lần là 15 triệu hryvnia, tương đương với 363.000 đô la Mỹ. Cuối tháng trước, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraina, Oleksandr Livinenko cho biết, hơn 1 triệu công dân đã tham gia lực lượng phòng vệ kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Chúng ta đặt mục tiêu huy động thêm hơn 160.000 binh sĩ nữa. Tuy nhiên, ông Roman Kostenko, thư ký Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội cho rằng, theo quan điểm của cá nhân ông, Ukraine cần phải huy động thêm 500.000 tân binh, xét theo điều kiện chiến trường hiện tại. Trang Avial Pro ngày 15 tháng 11 đưa tin, hệ thống giám sát của Ukraine đã ghi nhận các chuyến bay đồng thời của 8 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS trên không phận Nga. Theo dữ liệu của Ukraine, mặc dù các máy bay Nga đã ở trên không trong một thời gian dài, nhưng không có tên lửa nào được phóng đi. Việc này khiến nhiều người liên tưởng đến hoạt động diễn tập của lực lượng Nga được ghi nhận trước cuộc tấn công gần đây vào Kiev. Các chuyên gia cho rằng những chuyến bay như vậy có thể là một phần của các cuộc tập trận hoặc hoạt động phô trương sức mạnh nhằm gây áp lực. Quân đội Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Cách đây ít ngày, theo không quân Ukraine, cảnh báo không kích đã vang lên tại Ukraine vào sáng sớm sau khi tàu máy bay ném bom Tu-95 MS của Nga xuất kích và hướng tới biển Caspi. Ngay sau đó, các phương tiện truyền thông đưa tin đây là một cuộc tấn công mô phỏng và không có tên lửa nào được không quân Nga phóng vào không phận Ukraine. Cùng thời điểm, Người đứng đầu trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine, ông Andriy Kovalenko xác nhận thông tin trên. Đồng thời cho biết, Nga đã sẵn sàng các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine sau thời gian giải tích trữ tên lửa. Quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc diễn tập phóng tên lửa của Nga là biện pháp gây áp lực tâm lý lên Ukraine. Theo hãng tin TASS của Nga, Tu-95 là máy bay ném bom động cơ turbo cánh quạt, được thiết kế để tấn công các mục tiêu của kẻ thù bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân ở những khu vực xa xôi và sâu trong hậu phương đối thủ phiên bản Tu-95MS thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 14 tháng 9 năm 1979 và được đưa vào sử dụng từ năm 1981. Sử dụng 4 động cơ tua bin cánh quạt Kuznetsov NK12MV với tổng công suất 59.200 mã lực cho phép Tu-95MS hoạt động với tốc độ tối đa là 925 km h tầm hoạt động 15.000 km, trần bay 12 km. Tu-95MS được trang bị nhiều loại vũ khí như pháo AM-23, 23mm, tên lửa KH-20, KH-22, tên lửa hành trình tầm xa KH-55 hoặc KH-55SM. Ngoài ra máy bay cũng có thể mang theo bom chiến đấu FAB-250, FAB-500 và FAB-1500. Với vị trí địa chiến lược, Odessa thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tập kích hỏa lực từ phía quân đội Nga. Ukraine cáo buộc nhiều thủy lôi của Nga được thả quanh Odessa để phong tỏa hải cảng quan trọng này. Theo phóng viên quân sự Yuri Koteno, mới đây, các máy bay không người lái UAV Zeran của Nga tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng của lực lượng Ukraine, phá vỡ cơ sở hạ tầng của cảng Odessa. Ít nhất 6 vụ nổ xảy ra ở Odessa trong một giờ, các vụ nổ mạnh cũng đã được ghi nhận. Chuỗi các cuộc tấn công vào Odessa cho thấy, chiến thuật đang diễn ra là sử dụng UAV tấn công Geranium nhằm phá hủy các cơ sở hậu cần và cơ sở hạ tầng quan trọng. Thông tin chính thức về thương vong và mức độ thiệt hại vẫn chưa được cung cấp, nhưng chính quyền địa phương lưu ý rằng hậu quả của các cuộc tấn công vào khu vực cảng có thể làm phức tạp đáng kể hoạt động của Odessa, với tư cách là trung tâm chính cho việc vận chuyển hàng hóa và xuất khẩu. Phía Nga hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì liên quan đến cuộc tấn công này. Đây không phải lần đầu tiên khu vực cảng Odessa trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Hồi cuối tháng 10, không quân Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine với 43 máy bay không người lái và 12 tên lửa các loại. Theo cơ quan này, quân đội Nga đã tấn công một cây cầu bắc qua sông Bingorod, Dernistroky ở Zatoka, khu vực Odessa với hai tên lửa đạn đạo Iskander M phóng từ Crimea và tám tên lửa dẫn đường KH5969 phóng từ biển đen. Ngoài ra, hai tên lửa đạn đạo Iskander M khác đã được phóng từ khu vực Rostov vào Kramatorsk. Ukraine tuyên bố tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022, cấm hầu hết nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Mùa xuân năm nay, đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực ở mặt trận, Kiev đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy định huy động. Đại AT cho hay, chiến dịch huy động quân đã bị hủy hoại bởi tình trạng tham nhũng và trốn tránh tràn lan. Nhiều người đã cố gắng trốn khỏi đất nước bằng cách đi qua các trạm kiểm soát biên giới với giấy tờ giả mạo hoặc cố gắng vào Liên minh châu Âu-EU từ các khu vực hoang dã được bảo vệ lỏng lẻo. Mới đây, một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một người đàn ông Ukraine đã trốn thoát khỏi trạm kiểm soát nghĩa vụ quân sự bằng cách phóng xe khỏi rào chắn, trong khi một cảnh sát bám chặt vào môi xe đang chạy của anh ta. Vụ việc đã được hãng thông tấn Strana của Ukraine đưa tin và khẳng định nó xảy ra tại Kharkov, đông bắc đất nước. Đoạn phim do một nhân chứng quay lại cho thấy, người đàn ông không rõ danh tính, dường như đã bị chặn lại để kiểm tra giấy tờ tùy thân, đang đi về phía xe của mình trong khi bị các sĩ quan cảnh sát bắt lính bao quanh. Người đàn ông được nhìn thấy đang chống cự và đang cố gắng mở cửa xe mặc dù bị các thành viên dịch vụ giữ lại. Sau đó anh ta lên xe với các cảnh sát vây quanh xe để cố gắng ngăn chặn bất kỳ vụ trốn thoát nào. Tuy nhiên, lực lượng chức năng dường như bất lực không ngăn được người đàn ông phóng đi trong khi người quay phim vụ việc hét lên sung sướng. Người ta không biết liệu các sĩ quan tuyển dụng sau đó có lần ra được người trốn thoát hay không, hoặc liệu anh ta có bị đưa vào danh sách truy nã hay không. Hồi tháng 8, Đài Ati dẫn lại thông tin do truyền thông Ukraine đăng tải ngày 6 tháng 8 cho biết, cảnh sát Odessa đã tìm thấy nhóm nam giới ở độ tuổi quân dịch đang trốn bên trong thùng đông lạnh của xe tải giữa các tảng thịt bò lớn. Chiếc xe tải chở thịt đang chuẩn bị rời Ukraine để lên đường tới Moldova và do hai người nước ngoài điều khiển. Nhà chức trách Ukraine không nêu rõ quốc tịch của hai người này, nhưng nói họ đã bị bắt giữ cùng nhóm công dân trốn quân dịch. Theo điều tra, mỗi người Ukraine muốn đào tẩu phải trả từ 6.000 đến 8.000 USD cho những kẻ buôn người để tham gia chuyến đi. Bọn buôn người bị cáo buộc đã cung cấp thêm dịch vụ cho khách hàng của mình, cụ thể là hứa sẽ đóng dấu giấy tờ để họ có thể nhập cảnh hợp pháp vào Moldova và tính thêm 2.000 euro, khoảng 2.200 USD cho việc này. Hai kẻ điều khiển xe tải đông lạnh hiện đối mặt với cáo buộc buôn người trái phép qua biên giới. Nếu bị kết tội, họ có nguy cơ phải lĩnh án từ 7 đến 9 năm tù giam. Mỹ đang có kế hoạch chuyển toàn bộ 7,1 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, Mỹ sẽ chuyển các gói viện trợ vũ khí đến Ukraine theo tuần. Điều này là cần thiết để đảm bảo số tiền viện trợ còn lại mà Washington dành cho Kiev được chuyển giao trước ngày 20 tháng 1 năm 2025. Bà Sabrina Singh nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tích cực thực hiện lời cam kết này, đồng thời xây dựng các gói viện trợ lớn để chuyển đến Ukraine trong thời gian sớm nhất. Phó thư ký báo chí nói thêm rằng, Lầu Năm Góc đang tích cực bổ sung kho dự trữ để duy trì mức độ sẵn sàng của Mỹ, đồng thời đảm bảo Ukraine có đủ nguồn lực cần thiết để thành công trên mặt trận. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cũng nhấn mạnh, mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Biden trong những tháng còn lại của nhiệm kỳ sẽ là đưa Ukraine có vị thế thuận lợi nhất trong các cuộc đàm phán. Dưới thời chính quyền của Tổng thống Biden, Mỹ đã trở thành nhà cung cấp viện trợ quân sự tài chính lớn nhất cho Ukraine. Mỹ cũng lãnh đạo một liên minh, chủ yếu bao gồm các nước phương Tây ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong khi đó, trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, ông Donald Trump tuyên bố sẽ kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ, mặc dù không đưa ra kế hoạch chi tiết và cụ thể. Do đó, chính quyền Ukraine lo ngại, một khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Trump sẽ cắt giảm đáng kể hoặc chấm dứt các nguồn viện trợ cho Kiev. Theo Defense Express, một khoản ngân sách đáng kể vẫn chưa được chi trong khuôn khổ các gói viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine trong năm 2024. Cụ thể, khoản tiền 9 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 7,1 tỷ đô la Mỹ chưa được sử dụng theo chương trình Quyền giúp vốn của Tổng thống PDA và 2,2 tỷ đô la Mỹ khác còn lại trong sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI). Vũ khí viện trợ từ quỹ USAI bao gồm các hợp đồng với các nhà sản xuất Mỹ sẽ chỉ được bàn giao sau từ 1 đến 2 năm. Vì đây là vũ khí sản xuất mới, do đó, nguồn vũ khí này gần như không thể kịp bàn giao cho Ukraine trước đầu năm sau. tờ Financial Times dẫn lời bà Rose Godmoller, cựu phó tổng thư ký NATO cho biết Việc Nga đồng ý nối lại đàm phán về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể trở thành một trong những điều kiện khởi đầu cho các cuộc thảo luận trong tương lai giữa Nga và Mỹ về Ukraine. Bà tin tưởng rằng đối với giới lãnh đạo Nga, việc quay lại các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ tương lai Donald Trump sẽ không phải là một nhượng bộ quá lớn và Moscow có thể thực hiện được điều đó. Hai nhượng bộ khác của Nga đối với ông Trump được bà moler đề cập liên quan trực tiếp đến chủ đề Ukraine. Thứ nhất, việc sử dụng nguyên tắc tương tự trong các cuộc đàm phán đình chiến đã được áp dụng khi chia Đức thành Tây và Đông vào cuối Thế chiến 2. Thứ hai, các cuộc đàm phán sẽ thảo luận về quá trình Ukraine gia nhập NATO. Chúng nên được tiến hành đồng thời với các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Theo một cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện bởi nhóm xã hội học Rating và được tờ Pravda Ukraine đưa tin, người dân Ukraine đang cho thấy dấu hiệu giảm sút trong việc ủng hộ gia nhập Liên minh châu Âu-EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO số liệu khảo sát từ tháng 9 năm 2024 cho thấy 75% người Ukraine ủng hộ gia nhập EU, giảm đáng kể 10 điểm phần trăm so với mức đỉnh 85% được ghi nhận vào tháng 2 năm 2023. Tương tự, Tỷ lệ ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO đã giảm từ 82% vào tháng 2 năm 2023 xuống còn 75% nếu có cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9 năm 2024. Trong khi đó, 7% phản đối và 16% không đưa ra ý kiến hoặc bỏ phiếu trắng. Đáng chú ý, cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng đa số người dân Ukraine có cái nhìn thực tế về lộ trình gia nhập EU, họ nhận định quá trình này có thể kéo dài ít nhất 5 năm trước khi Ukraine chính thức trở thành thành viên của khối này. Mặc dù có sự sụt giảm trong tỷ lệ ủng hộ, nhưng con số trên vẫn cho thấy đa số người dân Ukraine tiếp tục ủng hộ định hướng hội nhập với phương Tây. Theo báo Godmuller, không ai có thể dự đoán rằng đến khi nào thì các cuộc đàm phán này sẽ kết thúc vì Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của cả EU và NATO. Tuy nhiên, rõ ràng Kiev sẽ trên con đường trở thành thành viên EU và NATO như cả hai tổ chức đã hứa điều này. Nếu Ukraine cần thời hạn rõ ràng nào đó để hoàn thành các cuộc thảo luận như vậy, nhiều quan chức NATO cho rằng thời hạn đó có thể là 20 năm. Bà cũng không loại trừ khả năng Nga sẽ có thể đồng ý với đề xuất này bởi vì những quá trình như vậy luôn diễn ra chậm. Điều này giúp loại bỏ khả năng xảy ra những hành động bất ngờ. Trong giai đoạn tranh cử, ông Trump, này là Tổng thống đắc cử Mỹ, thường tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Ukraine một cách nhanh chóng nếu ông trúng cử. Tuy nhiên, giải pháp mau chóng cho vào một cuộc xung đột kéo dài như thế là vô cùng nan dài. Do vậy, trong năm 2025, tân Tổng thống Mỹ Trump có thể đưa ra những quyết định đối lập nhau liên quan đến Ukraine. Thậm chí cả kịch bản ít ai ngờ là ông sẽ quay sang viện trợ ồ ạt cho Kiev. Cuộc xung đột Nga-Ukraine vào đầu năm 2025 sẽ chịu ảnh hưởng từ một số yếu tố quan trọng. Thứ nhất, khả năng Nga giành thêm lãnh thổ Ukraine trước khi xung đột kết thúc. Với việc Moscow tiếp tục tấn công trên nhiều trục, buộc Ukraine phải sử dụng lực lượng dự trữ. Thứ hai, kết quả quân sự của Ukraine tại tỉnh Kursk bên trong lãnh thổ Nga sẽ tác động đến tình hình. Thứ ba, mùa đông sẽ làm tình hình Ukraine trở nên khó khăn hơn, với khoảng 50% năng lực sản xuất điện bị phá hủy, ảnh hưởng đến chính trị và chiến tranh. Cuối cùng, chiến thắng của ông Trump trong bầu cử Mỹ vào tháng 11 2024 cũng sẽ là một yếu tố quyết định. Hai cựu thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump nhiệm kỳ 1, Hank và Fred Flake, đã đề xuất một lệnh ngừng bắn dựa trên hiện trạng chiến tuyến Nga-Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Trump có phê duyệt kế hoạch này hay không. Phó Tổng thống Mỹ đắc cử Zidivan đã bày tỏ quan điểm rõ ràng về cuộc xung đột ở Ukraine. Sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022, ông Van tuyên bố không mấy quan tâm đến kết quả của cuộc xung đột này. Trong một bài viết đăng trên tờ New York Times tháng 4 năm 2024, ông nhấn mạnh rằng Ukraine đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng về nguồn lực khi quốc gia này cần nhiều binh lính và vật lực hơn, khả năng, tuyển quân và cung cấp của mình. Ông cho rằng vấn đề này cần được xem xét kỹ lưỡng trong bất kỳ chính sách tương lai nào đối với Ukraine. Trong một cuộc thăm dò dư luận của trung tâm nghiên cứu Pew, chưa đến một nửa số cử tri Đảng Cộng hòa ủng hộ NATO so với có tới 75% cử tri của Đảng Dân Chủ ủng hộ khối quân sự này. Gần một nửa số cử tri Cộng hòa tin rằng Mỹ đang dành cho Ukraine quá nhiều viện trợ. Trong bối cảnh tâm trạng như vậy, dễ hiểu khi ông Trump quả quyết rằng ông sẽ để cho Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với những nước NATO không đóng đủ kinh phí. Trước đó, phía Nga đã tuyên bố rằng bất cứ kế hoạch hòa bình nào do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tương lai đề xuất đều sẽ phải phản ánh tình trạng trên thực địa ở Ukraine, dù rằng Tổng thống Nga Putin vẫn đề ngỏ đàm phán. Hiện nay, khi mà trận Kursk chưa ngã ngũ hoàn toàn, thì có thể phía Mỹ và Ukraine phải bổ sung rằng cần tính đến cả thực tế ở Kursk. Khi ấy, với tính cách có nhiều ngỗ hứng của ông Trump, một số nhà quan sát nhận định rằng trong tình huống Tổng thống đắc cử Trump không tìm kiếm được giải pháp nhanh chóng nào cho cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Ukraine, ông ấy hoàn toàn có thể bất ngờ quay sang thách thức Tổng thống Nga Putin và gia tăng viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nhận định dưới thời tần chính quyền Trump 2025, xung đột Nga-Ukraine sẽ chỉ gia tăng căng thẳng. Lúc đó Ukraine có thể sẽ nỗ lực tiếp tục chiến đấu mà không còn viện trợ đáng kể từ Mỹ. Hãng tin Reuters vừa qua, chiếc sẻ định của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine gây ra tình trạng khẩn cấp về tài chính đối với Berlin khi quốc gia Trung Âu có nguy cơ phải chi tiền nhiều hơn. Theo ông, cần phải thay đổi mức chi tiêu của Đức để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về tài chính do xung đột ở Ukraine gây ra sau khi phe đối lập trùng hữu ra tín hiệu sẵn sàng cải cách cái gọi là phanh nợ. Thủ tướng Sol nhấn mạnh, vào thời điểm cuộc chiến mở màn hồi tháng 2 2022, Đức không hề biết cuộc xung đột sẽ kéo dài bao lâu hoặc hơn một triệu người tị nạn Ukraine sẽ cần được Bắc lên bảo vệ trong bao lâu. Ông nêu rõ, đánh giá sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải khi đó không ngăn cản chúng tôi làm điều đúng đắn hôm nay. Chiến dịch của Nga là một sự kiện bất thường chứng minh cho một tình trạng khẩn cấp về tài chính và do đó cần chi tiêu nhiều hơn lãnh đạo chính phủ đức cũng yêu cầu một sự thay đổi ở mức vừa phải quy định về nợ hiện đang giới hạn chi tiêu công cho biết thêm một cải cách sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề tài chính của chúng ta nhưng nó sẽ khiến con đường của chúng ta dễ dàng hơn một chút trong bối cảnh xung đột ở ukraine hiện đang kìm hãm sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu âu đòi hỏi phải chi thêm cho quốc phòng và hỗ trợ kiev các đảng phái chính trị đức đã phản đối gay gắt các quy định chi tiêu mà họ coi là trở ngại Đáng chú ý tuyên bố của ông Sol đưa ra sau khi chính ông đã đề xuất thêm 3 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thuộc Đảng Xanh ủng hộ gói viện trợ. Cụ thể, gói viện trợ này liên quan đến 812 máy bay không người lái trinh sát Quantum, trị giá 153 triệu euro mà Ukraine đã yêu cầu nhưng vẫn chưa được thảo luận tại Quốc hội. Theo đó, đại sứ Ukraine tại Đức Oleksiy Makiev tuyên bố rằng mọi thứ phải được thực hiện nhằm đảm bảo tiến trình thực thi diễn ra suôn sẻ các đơn đặt hàng đã lên kế hoạch cũng như cung cấp khoản viện trợ bổ sung trong năm mới. Ông Makeyev nhấn mạnh, Quốc hội Liên bang có thể đưa ra lựa chọn ngay cả khi liên minh sụp đổ và phê duyệt các hợp đồng vũ khí trong tương lai. Được biết, bản dự thảo sơ bộ về ngân sách Đức năm 2025 phân bổ 4 tỷ euro cho Ukraine bằng một nửa số tiền được phân bổ vào năm 2024. Tháng 9 vừa qua, chính phủ Đức được cho là có ý định cung cấp cho Ukraine một gói vũ khí khác trị giá 1,4 tỷ euro vào cuối năm, mặc dù thực tế là ngân sách hỗ trợ quân sự cho Kiev của nước này đã cạn kiệt hoàn toàn. Theo các nguồn tin đến từ Kiev, Pháp đã thực hiện cam kết chuyển giao máy bay chiến đấu thế hệ 4 Mirage 2005F đời cũ cho lực lượng không quân Ukraine và ba trong số sáu chiếc được hứa hẹn đã chuyển đến Ukraine và hiện đang đồn trú tại các sân bay ở phía tây đất nước này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Le thông báo về kế hoạch chuyển tiêm kích Mirage 2000 cho Ukraine. Quá trình bàn giao dự kiến vẫn diễn ra trong quý I năm 2025. Ban đầu, thời hạn này được giải thích là do cần phải thực hiện công việc chuẩn bị, một phần trong đó bao gồm đào tạo phi công Ukraina, vận chuyển máy bay và chuẩn bị cơ sở hạ tầng sân bay của chế độ Kiev, nhưng giờ đây, kế hoạch này đã được thúc đẩy hoàn thành nhanh hơn, chính những thất bại của lực lượng vũ trang Ukraina ở mặt trận cũng như thực tế địa chính trị đang thay đổi không chỉ ở Mỹ mà còn ở chính ở Pháp, đã buộc các quan chức chính quyền Paris hiện phải khẩn cấp hành động. Theo giới phân tích, các máy bay này có thể được đồn trú tại các sân bay ở phía tây Ukraine như ở thành phố Lutsk và Skonynop để tránh sự tấn công của Nga. Các sân bay này đã được nâng cấp để tiếp nhận máy bay chiến đấu hạng nhẹ và có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Các chuyên gia nêu tên máy bay thứ tư và thứ năm phù hợp cho máy bay chiến đấu của Pháp là Cảng Hồng Không Cherkiv ở vùng Ternopil và Dubno ở vùng Rivne, do cơ sở hạ tầng của các sân bay này cũng đã trải qua quá trình hiện đại hóa lớn để có thể tiếp nhận các máy bay chiến đấu hạng nặng. mired 2000 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư do nhà sản xuất Dassault Aviation thiết kế và phát triển. Máy bay phục vụ trong lực lượng không quân Pháp từ năm 1984. mired 2000 được trang bị động cơ phản lực Snake 3 M53P2 tạo ra lực đẩy lớn, cho phép bay với tốc độ tối đa 2.530 km h trần bay 17 km và phạm vi hoạt động là 3.335 km. Máy bay có trọng lượng rỗng là 7,5 tấn, tổng trọng lượng cất cánh 17 tấn, được thiết kế để có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau. 2000 2005F là phiên bản cải tiến của Mirad 2000. Máy bay được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. 2000 2005F được trang bị hệ thống radar tiên tiến để phát hiện và tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa. Tờ Telegraph anh đưa tin vào đầu tháng 11 trên nền tảng Telegram đã xuất hiện video được cho là ghi lại cảnh người Nga đang huấn luyện lính Triều Tiên và dạy tiếng Nga cho họ. Trong video, một nhóm nhỏ lính Triều Tiên chuẩn bị ra tiền tuyến được các huấn luyện viên quân sự của Nga hướng dẫn cách đặt mìn. Buổi huấn luyện bị gián đoạn khi những binh sĩ Triều Tiên mặc quân phục Nga dường như không hiểu họ phải làm gì. Một người lính trông khá trẻ chỉ vào một từ trên tờ giấy và hỏi huấn luyện viên người Nga của mình cách phát âm từ đó. Cũng theo Telegraph, trong một video được đăng tải trên mạng xã hội X vào tháng 10, một binh sĩ Nga đã cố gắng làm quen với một binh sĩ Triều Tiên nhưng bị người này khước từ. Tháng trước, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết quân đội Nga đang dạy hơn 100 thuật ngữ quân sự bằng tiếng Nga cho binh sĩ Triều Tiên. Theo hãng tin AFP Pháp, Triều Tiên chưa bao giờ đưa quân ra nước ngoài chiến đấu trước đây. Sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên bên cạnh binh sĩ Nga để chiến đấu với lực lượng Ukraine đặt ra nhiều câu hỏi về chiến thuật và quân sự khiến một số nhà phân tích tự hỏi về hiệu quả và mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên. Yang Moo-jin, Chủ tịch Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul, Hàn Quốc cho biết, mặc dù thương vong là một phần không thể tránh khỏi của chiến tranh, nhưng việc cử những người lính thiếu kinh nghiệm hoặc kém năng lực để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu có ý nghĩa gì? Theo AFP, dù có thể đưa ra số liệu đáng tin cậy, nhưng các nguồn tin phương Tây cho biết có khoảng 10.000 binh sĩ Triều Tiên được triển khai, trong khi Kiev cho biết có 11.000 người. Con số này tương đương với tổn thất hiện tại của Nga trong khoảng 10 ngày giao tranh. Tướng Australia đã nghỉ hưu Mick Ryan nhận định, nếu Nga gặp vấn đề về nhân lực, họ sẽ cần nhiều quân Triều Tiên hơn nữa để giải quyết những thách thức này. Tuy nhiên, những chuyên gia khác lại cho rằng lực lượng này là không thể bỏ qua, miễn là những binh sĩ Triều Tiên vẫn còn ở vùng Quốc Cơ. Chuyên gia Lee biến từ Đại học Khung Nam nói, sức mạnh của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên nằm ở khả năng chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt, ngay cả khi thực phẩm và các nguồn lực khác khan hiếm họ có khả năng phục hồi tinh thần mạnh mẽ. Hãng thông tấn Ba Lan Polska Agency Prasowa đưa tin, vừa qua, đại diện quân đội Ba Lan và Hàn Quốc đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiếp nhận xe tăng K-2 Black Panther. Xe tăng được chuyển đến đơn vị quân đội ở thành phố Branigo bằng phương tiện chuyên trở. Thiếu tá Madalega Kosika, người phát ngôn sư đoàn cơ giới Pomerina, số 16 của Ba Lan cho biết, những xe tăng đầu tiên do công ty Hyundai Rotem của Hàn Quốc sản xuất đã được chuyển giao cho lữ đoàn thiết giáp Brandenburg số 9. Người phát ngôn cho biết, những chiếc xe tăng này sau đó sẽ tiếp tục trang bị các linh kiện điện tử được sử dụng cho quân đội Ba Lan, bao gồm các thiết bị liên lạc. Thiếu tá Madalega Kosika nói thêm rằng, lữ đoàn số 9 đã nhận được 7 xe tăng trong đợt đầu tiên, đợt tiếp theo dự kiến sẽ đến vào cuối năm nay. Hiện tại, đơn vị có 8 kíp chiến đấu đang được đào tạo cơ bản. Đơn vị quân đội tiếp nhận được những chiếc xe tăng K2 này đóng tại Brandego chỉ cách tỉnh Kaliningrad của Nga vài km. Xe tăng K-2 Black Panther do Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc phối hợp với tập đoàn Hyundai Rotem phát triển với nguyên mẫu đầu tiên được ra mắt vào năm 2007 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2013. K-2 được trang bị động cơ MTU MB883 k 4 kỳ, 12 xi lanh, công suất 1.500 mã lực. Trên xa của Hàn Quốc có thể di chuyển với tốc độ tối đa 75 km h trong điều kiện bình thường, 50 km h tại trên các địa hình gồ ghề giờ tốc từ 0 đến 32 km h trong vòng 7 giây. K2 được trang bị động cơ diesel MTU MB883, K504 kỳ, 12 xi lanh, công suất 1.500 mã lực. Xe nặng khoảng 55 tấn, kíp lái gồm 3 người. Xe đạt tốc độ tối đa 75 km h trong điều kiện bình thường, 50 km h tại trên các địa hình gồ ghề. Xe cũng được tích hợp hệ thống phòng thủ linh hoạt chống tên lửa và vũ khí chống tăng, lắp hệ thống giảm sóc thông minh. Mặc dù chưa từng được kiểm nghiệm trong thực chiến, nhưng giới phân tích cho rằng k 2 Black Panther sẽ là cỗ máy nguy hiểm trên chiến trường với lời đạn thông minh chống giáp. KSTAM-2 có thể tự phát hiện vị trí dễ tấn công nhất của xe tăng địch. Đạn KSTM có thể được phóng theo quỹ đạo cầu vồng sau khi khai hỏa, quả đạn sẽ bùng dù. Chọn mục tiêu cố định hay di động và tấn công bộ phận có giáp mỏng của xe tăng đối phương, thường là đỉnh tháp pháo xe tăng, pháo chính cũng phát huy tác dụng khi Black Panther di chuyển trên địa hình đồi núi. Tờ Ponsat New đưa tin, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã thảo luận vấn đề chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Nhà lãnh đạo Ba Lan nhấn mạnh, điều quan trọng để cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine là sự bảo đảm từ các đồng minh NATO cho việc bảo vệ không phận Ba Lan. Ông Duda tuyên bố, chúng tôi vẫn còn một phi đội MiG-29 và hiện tại chúng tôi đang sử dụng những máy bay này để bảo vệ không phận. Nếu chuyển chúng sang Ukraine, có một điều kiện cơ bản, đó là bầu trời của chúng tôi phải được bảo vệ. MiG-29 được Liên Xô phát triển vào cuối những năm 1970, giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1980. Máy bay được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Klimov RD-33, lực đẩy 50 mỗi động cơ, cho phép MiG-29 đạt tốc độ tối đa là Mach 2.4, tương đương 2.450 km h chân bay 18.000m và tầm hoạt động 700km. MiG-29 đang lắp đặt một khẩu pháo tự động 30mm GSH-31, với 150 viên đạn. Dưới cánh và thân mech 29 có 7 điểm treo với sức chứa lên tới 4.000 kg, có thể mang tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như các loại bom. Ba Lan là một trong những nước ủng hộ hàng đầu cho Ukraine trong quá trình xung đột với Nga. Hồi tháng 8, Phó Thủ tướng Ba Lan cho biết, nước này đã bàn giao tất cả các loại vũ khí có thể nhưng không làm tổn hại đến an ninh quốc gia. Theo ông, lô tiêm kích F-35 mà Ba Lan đặt hàng từ Mỹ để thay thế mech 29 sớm nhất sẽ được bàn giao vào năm 2026. Về hoạt động huấn luyện, đào tạo, Ba Lan đã đào tạo khoảng 25.000 binh sĩ Ukraine, bao gồm phi công, lính tăng, pháo binh, chuyên gia hậu cần và kỹ thuật viên. Về hỗ trợ người tị nạn, báo cáo nhấn mạnh rằng, Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 980.000 người tị nạn Ukraine ở Ba Lan. Năm 2022, Ba Lan đã chi 1,1 tỷ euro để hỗ trợ người tị nạn và thêm hơn 500 triệu euro được phân bổ vào năm 2023. Ngoài ra, Ba Lan đã hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng và thành lập các trung tâm hậu cần năng lượng và y tế trên lãnh thổ nước này để hỗ trợ Ukraine. Mới đây, tổng thống Ukraine Zelensky và thủ tướng Ba Lan Donald đã ký thỏa thuận an ninh song phương cho con khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Warsaw. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho so rằng Ba Lan đã hành động nhanh chóng và hiệu quả vào những thời điểm quan trọng của cuộc xung đột, hỗ trợ Ukraine trong những thời điểm khó khăn nhất. Theo một cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện bởi nhóm xã hội học Rating và được tờ Prada Ukraine đưa tin người dân Ukraine đang cho thấy dấu hiệu giảm sút trong việc ủng hộ gia nhập Liên minh châu Âu-EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Số liệu khảo sát từ tháng 9 năm 2024 cho thấy 75% người Ukraine ủng hộ gia nhập EU, giảm đáng kể 10 điểm phần trăm so với mức đỉnh 85% được ghi nhận vào tháng 2 năm 2023. Trong khi đó, chỉ có 2% người được hỏi bày tỏ mong muốn hợp tác với Liên minh Hải quan gồm Nga, Belarus và Kazakhstan. Đáng chú ý có tới hơn 20% người tham gia khảo sát lựa chọn phương án khác. Về phân bố địa lý, ủng hộ gia nhập EU có sự tranh lệch rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực phía Tây Ukraine ghi nhận tỷ lệ ủng hộ cao nhất, trong khi người dân ở phía Nam và phía Đông thể hiện mức độ ủng hộ thấp hơn. Tương tự, xu hướng giảm sút cũng được phản ánh trong thái độ của người dân Ukraine đối với việc gia nhập NATO. Nếu một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 9 năm 2024, 75% người dân sẽ bỏ phiếu tán thành việc Ukraina gia nhập NATO, thấp hơn so với mức 82% được ghi nhận vào tháng 2 năm 2023. Tỷ lệ phản đối chiếm 7%, trong khi 16% còn lại cho biết sẽ bỏ phiếu trắng hoặc không có ý kiến. Dù vậy, mức độ ủng hộ NATO hiện tại vẫn cao hơn nhiều so với giai đoạn đầu xung đột. Cụ thể vào tháng 4 năm 2022, chỉ có 59% người Ukraina ủng hộ việc gia nhập liên minh quân sự này. Sự phân hóa trong quan điểm giữa các vùng miền cũng được thể hiện rõ. Khu vực phía Tây có tỷ lệ ủng hộ NATO lên tới 83%, trong khi con số này ở phía Đông chỉ đạt 59%. Đáng chú ý, cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng đa số người dân Ukraine có cái nhìn thực tế về lộ trình gia nhập EU. Họ nhận định quá trình này có thể kéo dài ít nhất 5 năm trước khi Ukraine chính thức trở thành thành viên của khối này. Mặc dù có sự sụt giảm trong tỷ lệ ủng hộ, những con số trên vẫn cho thấy đa số người dân Ukraine tiếp tục ủng hộ định hướng hội nhập với phương Tây. Điều này phản ánh nguyện vọng của người dân trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực thúc đẩy quá trình cải cách để đáp ứng các tiêu chí thành viên của cả EU và NATO. Như vậy, sau hơn 2 năm kể từ khi Ukraine gõ cửa, NATO vẫn chưa có một tín hiệu rõ ràng về vấn đề này thông cáo của hội nghị thượng đỉnh veniros hồi năm ngoái tuyên bố rằng ukraine sẽ gia nhập liên minh khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng lời hứa mơ hồ này đã được nhắc lại trong năm nay tại cuộc họp đồng minh ở washington mỹ và chỉ được nâng cấp bằng câu chữ nguyện vọng của ukraine chỉ nhận được sự ủng hộ từ một số đồng minh ở sườn phía đông như ba lan hay các nước baltic vốn cũng có tâm lý lo ngại nga những diễn biến trên thế giới quan sát cho rằng cơ hội để ukraine gia nhập nato ngày càng khép lại Liên minh châu Âu EU vừa có bước tiến lịch sử khi lần đầu tiên sử dụng ngân sách của khối để tài trợ cho việc mua sắm vũ khí chung giữa các nước thành viên, với phần lớn nguồn cung cấp được ưu tiên dành cho Ukraine. Cụ thể, trong thông báo vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu EC Margaret Varester nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên EU sử dụng ngân sách của mình để hỗ trợ các quốc gia thành viên mua sắm vũ khí theo hình thức chung, thay vì thông qua các công cụ tài chính tạm thời như trước đây. Theo đó, trong tuyên bố, bà Vestager nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng ngân sách EU để hỗ trợ các quốc gia thành viên cùng nhau mua sắm các sản phẩm quốc phòng. Đồng thời bà cũng cho biết, điều quan trọng là các dự án được chọn sẽ gia tăng sự hỗ trợ của chúng ta đối với Ukraine với trang thiết bị quốc phòng bổ sung. Được biết, EU đã đầu tư 300 triệu euro cho sáng kiến này, hỗ trợ khoảng 20 quốc gia thành viên trong việc mua các thiết bị phòng không, xe bọc thép và đạn dược. Đa phần số vũ khí này sẽ được gửi đến Ukraine, hiện đang trong tình trạng xung đột căng thẳng. Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, EU đã thực hiện nhiều nỗ lực để tăng cường năng lực quốc phòng và hỗ trợ Ukraine. Để thúc đẩy việc cung cấp đạn dược cho Kiev, EU đã thiết lập cơ chế hỗ trợ tài chính giúp các quốc gia thành viên tăng tốc mua sắm đạn dược, cam kết cung cấp ít nhất 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trước tháng 3 năm 2024. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Josep Borrell đã cam kết rằng mục tiêu này sẽ đạt được trước cuối năm nay. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden vẫn tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine. Theo đó, đầu tháng 11 năm nay, lầu năm góc công bố khoản viện trợ an ninh bổ sung 425 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm tên lửa phòng không, đạn dược, xe bọc thép và vũ khí chống tăng. Đây là đợt viện trợ thứ 69 kể từ tháng 8 năm 2021. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ vũ khí thay vì thúc đẩy đàm phán với Moscow. Theo tờ Brada Ukraina, khảo sát cho thấy hơn 90% người Ukraina tin rằng với hỗ trợ đầy đủ từ phương Tây, họ có thể gây ra những tổn thất lớn cho Nga. Tuy nhiên, việc ông Trump tái đắc cử có thể làm thay đổi đáng kể cục diện này, buộc EU phải đối mặt với những quyết định khó khăn về mức độ và phạm vi hỗ trợ cho Ukraina trong tương lai.